Cái bộ bàn ghế này cũng dùng mấy năm rồi. Sắp tới tôi mua bộ mới. Đúng mạnh thì vạo, gạo thì tiền. Cái gì đây? Trời ơi, nói thì phải nói cho nó đúng. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Em nói sai mà chị vẫn hiểu đấy thầy. Hôm nay mua được cái bó hoa này đẹp quá này. Eo ơi, người có tiền dáng cắm hoa cũng khác. Nịnh thôi. Em có nịnh gì đâu. Chị uống nước đi này. Tháng này tăng lương luôn cho em nhá. Chị nhờ. Em khoe với cả xóm là được chị Giang tăng lương, mọi người rất là hâm mộ. Chị Toan ấy bảo là chị mát tay, còn định nhờ em là nhờ chị dìu dắt đầu tư bất động sản. Nhưng mà em bảo đâu có dễ. Chuẩn. Muốn đầu tư bất động sản thì phải luyện cho cái đầu nó lạnh trước đã. Năm giờ chiều rồi, đóng lãi cho em đi chị ơi. 2,5 triệu nhá. Thì làm tiếp đi. Nhưng mà chị bảo tăng lương cho em tháng này rồi đấy nhá. Ok, chị chuyển ngay. Ngọc à, mẹ bảo này, tối con đừng đi chơi với bạn nhá. Về nhà mẹ nấu món cá hồi con thích đấy. Bạn ơi, cô ạ, cho mình 1/3 con nhá. Dạ vâng cô. Alo. 5 giờ chiều rồi, đóng lại thôi chị. Mình nhớ mà. Rồi. Bạn ơi. Dạ vâng. Mình xin lỗi, mình không lấy. Dạ không sao cô ạ. Gọi cho em một tiếng, có phải đỡ chờ lâu không? Chờ tiền tỷ mới hồi hộp, chứ chờ cô một tí, có gì đâu. Thế là sổ đỏ làm xong rồi. Lần này chắc lướt nhanh lắm đây. Mảnh ấy đẹp thế cơ mà. Ừ, nói thế thôi chứ tôi cũng chả hồi hộp gì đâu. Sắp lãi to rồi nhỉ? Vâng. Chị em mình cố gắng lên. Này, cái cô Thoa ấy mà đi chợ chán lắm ấy, chả tính toán gì đâu, mua một đống rồi về chất tủ lạnh. Đồ ăn mà không tươi thì còn ngon gì nữa. Cô ăn hộ chị nhá. Sao thế? Em vẫn lo được mà. Chị cho nhiều thế này em ngại lắm. Ôi thôi thôi, thôi cái giọng xến xúa đi, tôi chán lắm rồi. Chị em trên bến dưới thuyền, vài hôm nữa hết nợ, hứa với nhau là phải tưng bừng, là phải tung trời lên đi nhá. Vâng. Cất đi. Dạ. Nào,